Rồi, hello bạn. Hôm nay mình có dịp giao lưu với một số bạn trong group cộng đồng phát triển chiều cao của mình nha. Thì đầu tiên là mình giới thiệu bạn áo đen trước, em tên gì nè? Mình tên Huy ạ. Bạn này là học viên của mình và cũng có tập với mình được mấy tháng á, tầm 7-8 tháng gì đó, và lên được 3 cm. Đó, từ mét nhiêu lên mét nhiêu em? Mét 63 là 1m66 ạ. Ừ, thì hôm nay có dịp gặp một cô bé này thì mới tập lâu chưa em? Em mới tập được 2 ngày. 2 ngày. Sao, tại sao em lại muốn tập luyện phát triển chiều cao? Thật ra thì hiện tại em chỉ có 1m54 thôi, nhưng mà em muốn hơn 1 năm nữa em muốn thi tiếp viên hàng không á. Cho nên là em quyết định tập, nếu mà lên được 1m58 hoặc 1m6 thì sau khi tốt nghiệp đại học em sẽ đi thi tiếp viên hàng không. Thì ngoài cái mục tiêu là thi tiếp viên hàng không thì em còn cái mục tiêu gì khác không? Dạ không ạ. Nói chung là tập vì nghề nghiệp ạ. Đúng rồi. Tại vì trước kia em nghĩ là thôi cao nhiêu cũng được, có chiều cao chắc cũng không có quan trọng lắm đâu, nhưng mà kiểu như là bị một thời gian sau nó bị nghiệp vật á, mình nghĩ gì là sau này nó ngược lại hết á. Giờ em sinh năm nhiêu? Em sinh năm 2000. Tự nhiên mình sao? Tự nhiên kiểu mình thích cái nghề này mà trong khi mình quan niệm là chiều cao không quan trọng, mà mình lại thích cái nghề nó rất là quan trọng chiều cao. Em sinh năm 2K mấy rồi bên nè? 2K. Em sinh năm 2K. 2K thì nói chung giờ tập thì cũng có thể cải thiện được á. Chung lại cố lên. Nói chung mà mình nếu mà không cao được thì mình cũng có sức khỏe, dáng mình đẹp hơn. Dạ đúng. Eo thon, chân dài cái thứ. Em tập xong 2 ngày mà em cảm giác như là cái cơ trong cơ thể nó chắc hơn nhiều. Đúng rồi. Em muốn nói gì với bạn không? Thì nói chung là em có muốn chúc mấy các bạn trong cộng đồng phát triển chiều cao là cùng nhau cố gắng hay là cùng nhau tập luyện gì không? Em có lời chúc gì cho mấy bạn không? Chúc mấy bạn trong group phát triển chiều cao của anh Nguyên nè thì sẽ tập luyện ngày càng phát triển chiều cao. Giống như bạn này nè, bạn Vi này, bạn Vi là học viên của mình thì tập cũng khá lâu, cũng lên được 3 cm đó. Hy vọng thì các bạn cũng có một cái kết quả, ít nhất là mình ít nhất là mình cũng được 2 cm, 3 cm gì đó. Nói chung là lên nhiều hay ít thì mình cũng không cần phải buồn nha. Nói chung có kết quả là vui rồi. Nói chung là muốn lên là phải tập. Chứ mình thấy lên trên group là bạn nào hầu như là toàn xin lịch không à, nhưng mà không biết áp dụng bao nhiêu người là tập hết à. cứ tập theo veo của Thanh Nguyên Icon là đủ rồi. Đứng từ xa vậy coi so sánh vóc dáng hai bạn là có gì, một thời gian sau mình gặp lại cùng nhau cố gắng. Rồi thì đó là một chia sẻ ngắn thôi của các bạn trong cộng đồng phát triển chiều cao. Thì nói chung là cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Tạm biệt các bạn.